Hello xin chào ha. Còn một cái nữa Tập vào thời gian nào là tốt ha, Cái này tôi cũng phát hiện ra Là Hồi xưa lúc mà mới học xong Thì thường thường hay nằm trên giường để tập à, Thì có khi nó nó cũng được Mà có khi nó cũng không à, Hôm được hôm không à, Tôi nhận đủ các thời gian như là 4 giờ mà tôi, Bữa nào mà tôi dậy sớm 4 giờ Tôi cũng nhận thử Thì nó không 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 có vô nhiều đâu Rồi tới 5 giờ tôi nhận Nó cũng không vào 6 giờ tôi nhận nó cũng không vào Bữa được bữa không Cũng bữa có bữa không Xong bắt đầu từ đó tôi mới đổi phương án Tôi tập từ 8 giờ sáng Lấy chuông 8 giờ mới nhận à, Trừ những người mà phải đi làm á, Thì họ mới phải tập sớm khi mới ngủ dậy thôi Còn mình làm ở nhà Mình điều kiện mình có Mình tập lúc nào chả được Thì cái cái thời gian mà đẹp nhất á, Để tập là tôi thấy từ 8 giờ 8-9 giờ sáng Tập nó mới vô nhiều không phải tự nhiên mà chú Phúc chú lại chọn cái khung 9 giờ để truyền năng lượng cho mọi người đâu. Cái giờ đó là giờ đẹp đó. <laughs> cho nên tập từ 8 giờ á thì cảm giác nó vô tốt hơn, vô đều, ngày nào cũng ấm, nóng. Nhiều lúc á, nhiều lúc tôi cảm giác tôi tập mà tôi tôi tưởng tôi cảm giác như là có một cái cái giọt cái giọt nước nóng đó, nó đổ mồ hôi ra nó thành giọt xong nó chảy 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 dọc sinh sống tôi cảm giác như là cái xương sống của mình nó đang đổ mồ hôi nó chảy dọc xương sống xuống sau khi tập xong tôi thò tay vô tôi sờ thì nó không có miếng nước nào hết à nó ngộ như vậy đó mình cảm giác như là lưng mình nó ướt rồi đó nó nóng mà nước nó chảy thành giọt luôn nó nóng nhưng mà thực ra khi tập xong mình sờ tay vô không có miếng nước nào hết trơn á nó vẫn khô rang à à đó là cái 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 cảm nhận thực tế khi mà nó nóng tới mức như vậy á thì sau này cả tuần nay giờ tôi tập là tôi tập khung 8 giờ sáng từ từ tám giờ tám rưỡi là tôi tập uhm. Tại vì tập 8 giờ đi đặng 3 giờ mình còn tập thêm cái công thức nữa. Chứ mình tập trễ quá thì tới 3 giờ mình không tập được. Buổi sáng bây giờ sáng tôi dậy tôi tập tế bào kích thích tế bào gốc với lại chữa lành. Tôi không có nhận 9 giờ của chú Phúc nữa. Mà tới 3 giờ tôi tập chữa lành thêm lần nữa. Rồi tới tối tôi mới nhận của chú. Tại vì này, à, lớp 1 thì thì nhận của chú hai lần. Rồi mình tập một lần. Nhưng mà lên lớp 2 á, thì tôi lại thích tập hai lần nhận một lần thôi tại vì mình học là để mình tự tạo ra năng lượng cho mình chứ nếu mình mà cứ đi theo mình nhận của chú miết như vậy đó mình bị phụ thuộc và mình không có tự tập được cho mình nữa rồi cái nữa sau này chú không truyền cho mình đi thì mình không tự tạo ra năng lượng cho mình cho nên mình chỉ nên nhận một lần thôi mình đang trong giai đoạn tập thì mình nên tập nhiều hơn là mình nhận nhận một lần để phụ hợp họ, phụ họa thôi còn mà mình cứ mình nhận của chú hai lần là mình mất cái khả, mất cái thời gian để mình tập rồi thì tôi tôi thấy nó tiếc cho nên tôi không có nhận của chú buổi sáng mà buổi sáng vậy tôi tập mà tế bào gốc một lần nóng là thôi tôi tập một lần tế bào gốc thôi sau đó tôi tập luôn chữa lành rồi tới 3 giờ tôi tập chữa lành thêm lần nữa rồi tới tối tôi mới nhận của chú xong đi ngủ mà có khi nhiều khi không nhận cũng không sao đó thì ngày đó mình cũng tập được hai lần là cũng dư năng lượng rồi không có thiếu đâu cho nên cái việc mà mình nhận nhận cái năng lượng của chú cũng có thể làm cho mình mau hết bệnh hơn là mình tự tạo ra năng lượng. Thì tôi chấp nhận tôi chọn cái phương án là tôi tự tạo để mình mình phải tự chữa cho mình được mới chủ động. Còn mình mới cứ mình một ngày mình nhận của chú hai lần rồi rồi mình tập nữa mình không biết cái kết quả mình tập có đạt hay không rồi mình nhận của chú hai lần đúng không? Thì vô tình cái bệnh của mình nó hết là nhờ mình nhận của chú. Chứ chưa chắc là mình tự tạo ra mình chữa được cho mình cho nên đó là cách mà tôi chọn là tôi phải tự tạo để tôi tự chữa thì có thể nó lâu hơn nếu như mà mình nhận của chú hai lần mỗi ngày mỗi ngày nhận trong tháng đi thì chắc chắn là mình sẽ hết được bệnh nào đó nó nhanh hơn là mình phải tự mình tập nhưng mà về lâu về dài mình phải vẫn phải chọn cách tự tập mình giảm nhận đi càng lên lớp cao thì mình càng không nên nhận nữa tại vì mình nhận rồi mình nhận vô nhiều quá thì nó lại thừa mình lại không có cái điều kiện để mình tập cho mình cho nên từ sau lớp 2 là tôi tôi giảm bớt nhận của chú, tôi chỉ nhận của chú có một lần thôi, còn tôi để dành hai lần để tôi tập chữa lạnh. Tại vì khi mà mình tập á mà nó nóng á, mình thích lắm, mình sướng. <laughs> mình tập mà nó nóng lên nên mình sướng, mình tập mà mình cảm thấy nó có điện trong người mình sướng. Mình sẽ không chán, mình thích tập hơn là mình nhận, mình nhận, mình nhận thì mang tính chất thụ động. Ừ. còn mình tập thì mình tự mình tạo ra nó vẫn nó vẫn chủ động hơn. Đâu phải lúc nào mình cũng canh đúng cái giờ đó để mình lên mình ngồi mình nhận được của chú đâu. Đâu phải ai cũng rảnh rang suốt năm này tháng nọ đi giờ đó mình lên mình canh mình nhận đâu Đúng không? Cho nên mình tập thì vẫn là cái cách mà chủ động nhất để mình phải tập Còn về cái thời gian á Thì à, cũng không có quy định là thời gian nào đâu Nhưng mà tự mình chọn cho mình cái khung thời gian Và tôi thấy tôi ngồi ở chỗ này vị trí này tôi tập tốt nhất Tôi ngồi trên giường tôi tập nó cũng không bằng đâu Tôi xuống đây tôi ngồi Cứ 8 giờ tôi xuống đúng cái vị trí này tôi ngồi tôi tập Tự nhiên tôi chọn cái khung chỗ chỗ này tôi đã cảm thấy nó vô đó xong là bây giờ cứ dậy sáng dậy xong à, ăn uống gì xong đi dạ đi vòng vòng cho máu huyết nó lưu thông rồi mở máy tính lên ngồi làm chút xong ngồi tới chuông nó báo 8 giờ chạy lại qua đây ngồi nhận nhận xong đi làm tiếp nhận hai cái đều nóng cả hai cho nên đúc kết là cái giấc 4 giờ sáng á, cái giấc đó là giấc sáng canh tư người ta chỉ có ăn năng lượng ngọn thôi chứ giấc đó không có ăn năng lượng gốc được. <laughs> giấc đó là cái giấc dành cho ăn năng lượng ngọn đó, hiểu không? Giấc uh, giấc sáng canh tư canh năm đó, 4 năm giờ sáng cái đó nó ăn năng lượng ngọn chứ năng lượng gốc là phải cỡ sau 7 giờ. <laughs> chứ cái giấc mà ăn năng lượng ngọn rồi đi đè ra ăn năng lượng gốc nó không có vô cũng đúng rồi. Tại vì mình cũng chọn nhiều khung giờ để mình thử, thử xem cái nào hiệu quả thì sau này mình chọn ra là 8 giờ là mình tập tốt nhất cho nên mình cứ lấy chuông 8 giờ mình tập rồi khi mà mình mình tập á trước khi mình tập á mình mỉm cười một cái hoặc là cách tốt nhất mình có một cái cái clip nào mà hài hại để mình mở ra mình xem phát cho tinh thần sảng khoái lên nó vui vẻ lên sau đó mình nhảy vô mình tập nó sẽ hiệu quả hơn là cái mặt mình đang lầm lầm lì lì một đống rồi đang xị sị gì đi vô ngồi tập nó sẽ không hiệu quả bằng mình giống như là trước khi mình tập mình nở cái nụ cười một cái giống như cái tế bào của mình nó được ru cái tần số cười thì nó vui hơn nó về cái tần số một một, một cộng một trừ một, một nó nhanh hơn là mình đang lu bu lu bu mình đang lầm làm lì lì mình chẳng có suy nghĩ gì hết mình chẳng có cười gì hết nhào vô mình ngồi mình tập thì nó sẽ nó sẽ không có kích thích mạnh hơn à, tham gia kiếm mấy cái gì đó mình gây cho mình cười đó mở lên phát mình nghe mình cười một cái trước khi mình ngồi mình làm mình cười một cái rồi một cái nữa khi mà mình chuyển giữa hai công thức á, thì mình cũng hít thở vài cái rồi vận động đi để cho nó ngắt ra ví dụ mình tập công thức kia xong cái mình cũng hít thở mình làm một vài cái động tác nghỉ một chút sau đó mình tập tiếp cái công thức thứ hai tại vì công thức đầu mình mới tập xong nó còn nóng rần rần chưa xong mà để cho nó nhả bớt ra đi rồi mình tập công thức khác thì nó mới có cái sự uh, Theo dõi cái sự là nó có vào hay không Chứ bên mình mới tập công thức kia Xong nóng rần rần xong mình tập liền công thức này Nó nóng nữa biết đâu cái dư âm của cái kia nó còn nóng Mình không biết cái này nó có vào không ừ. Còn uh, trước khi tập Bất kể uh, là tập Hay là nhận năng lượng tôi đều uh, Niệm thêm một cái câu là Đầu tiên vô là bắt đầu nhẩm Nhận energy Chống đồng băng tầng lớp 2 chữa lành Chào bắt đầu đọc đọc tiếp câu này nữa nè. Tôi đồng ý đón nhận nguồn năng lượng tình yêu thương này vào mình. Rồi bắt đầu mới đọc. Nhận lần một thở ra, nhận vừa vừa thở vừa đếm thầm, nhận lần một thở ra đồng thời năng lượng cho nó hút vào và chạy vào não. Hút thật nhiều vô, hút dài, hút thật sâu vô. Nhận lần một hít vô thở ra. Nhận lần hai nhận lần ba đó. sau đó hít vô thở ra gửi lần một gửi lần hai gửi lần ba đó. sau đó tập trung vào đây sau đó mình tập trung vô cái gáy này thì mình không cần phải hít thở dài nữa mình chỉ tập trung mình thở bình thường nhẹ nhàng bình thường thôi và cứ nghĩ đến cái gáy này đồng thời niệm thêm một câu nữa bình thường mình hay nhẩm là À, tế bào gốc tiếp thu nguồn năng lượng yêu thương này chữa lành nhức đầu cho tôi à, tế bào gốc tiếp thu nguồn năng lượng yêu thương này chữa lành hai đầu gối cho tôi à, tế bào gốc tiếp thu nguồn năng lượng tình yêu thương này chữa lành à, đau lưng cho tôi đó một lần như vậy mình chỉ à, nói ba cái thôi nói nhiều quá nó rối đó chỉ nói ba cái nói còn không thì cứ nói một cái ai đâu một chỗ mình nói một cái thôi mình tập trung vô cái chỗ nào đau nhất mình nói nói cho nó hết xong bắt đâu mình mình chuyển qua cái chỗ khác còn thường thường là tôi ngồi tôi nói ba chỗ mình ngồi mình suy nghĩ đến cái gáy mình cứ tế bào gốc tiếp thu nguồn năng lượng này chữa lành bệnh nhức đầu cho tôi tiếp thu nguồn năng lượng này chữa lành bệnh đau đầu gối cho tôi ví dụ vậy đau chỗ nào mình nói đó còn khi còn đối với cái công thức tế bào gốc thì lúc đó mình mới cần phải kết hợp đường thở lấy hơi thở thở ra đẩy năng lượng cho nó lăn theo cột sống xuống dưới sau đó hít lên năng lượng lại chạy dọc lên cột sống lên trên hít vô thở ra đẩy xuống dưới đẩy chậm thôi đẩy càng chậm năng lượng đi càng chậm nó càng nóng cái lưng nó đã lắm kéo lên thở ra đẩy chậm thứ nhất là mình vừa kết hợp để mình dễ hình dung cái đường năng lượng nó đi và cái thứ hai nó tập hít thở sâu cũng rất tốt ừ. còn nói chung ai thấy khó quá thì cứ thở theo cách của mình À công thức không bắt buộc. Ok. <laughs>